Xin chào các người bạn chăm chỉ học tiếng Anh nhá. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Anh với nhau trong những cái đoạn hội thoại ngắn. Thì ở đây là có một cô gái và cô đi mua sắm, thì ta gọi là going shopping. Going shopping là việc đi mua sắm. Go là đi rồi, going là cái sự tiếp diễn, hay là ta nói về cái việc đi. Shopping là mua sắm, thì ta nói về cái việc đi mua sắm của cô này. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe conversation in the different place. Different ta biết rồi là khác, place là cái vị trí khác. Tức là ta sẽ lắng nghe các câu chuyện xảy ra ở các vị trí khác nhau của cô gái này. Thứ nhất là in the street, tức là trên đường phố. Thứ hai là in the clothes shop, ở trong cửa hàng quần áo. At the market, tại chợ. In newsagent, trong một cái tiệp báo. Tiệp báo. Trong một cái quán báo, tiệm bán báo. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái từ như sau, đó là use words, sử dụng những cái từ này bên tay phải đây. To complete the conversation, để hoàn thiện cái đoạn hội thoại này. Complete chúng. Complete. Bây giờ chúng ta sẽ có là can, film này, này, where này, ai này, buy này. Thì ghép đúng nó sẽ là where can I buy a film. Where can I buy a film? Tôi có thể mua một cái cuộn phim, một cuộn phim để chụp ảnh ấy. Ngày xưa cái máy ảnh của nó phải chụp bằng phim chứ không chụp bằng điện thoại như bây giờ. Công nghệ ngày xưa khác. Thì nó hỏi là for my camera, cho cái máy ảnh của tôi. In a chamet, thì đến một cái chamet đúng không ạ? Chamet, cái chamet này là một cửa hàng hóa chất, một cửa hàng hóa chất. Ở đây chúng ta có từ there is, này, chamet này, here này, near này. Cái này ta thể làm một câu hỏi, ta sẽ hỏi là is there, có phải is there a chamet near here, có một cái chamet gần đây không? Đấy. Thì bắt đầu ông này mới trả, thì ông này mới trả lời, ông chỉ đường này. Yes, 200 meters from here, đúng rồi, có 200 mét thôi cách gần đây, 200 mét cách đây, from here là cách đây, 200 mét cách đây, 200 mét. Next to the bank, bên cạnh cái ngân hàng. Đấy, chúng ta, ông này nói như vậy, next to the bank. Đấy, tương tự như vậy bên dưới này nó có can I help you, tôi có thể giúp đỡ gì cho bạn. Low time, I'm just looking, không có gì, tôi chỉ cần nhìn thôi, tôi chỉ cần đi ngắm thôi. Excuse me, làm ơn. Do you have this shirt? Do you have this shirt? Bạn có cái áo này không? This shirt, có cái áo này không? Nhưng mà cuối câu nó có từ in a medium. In a medium là medium là trung bình. Bạn có cái cỡ M đấy, size M đấy, cỡ trung bình không? Bạn có cái áo này cỡ trung bình không? Thì chúng ta dùng inner nhá, nói về kích cỡ của một cái áo là inner medium. No, I'm sorry. Không, tôi không có. Thì câu gợi ý chúng ta nối vào đuôi này là on này, we này, that này, he. Thì từ that là từ viết hoa rồi, ta sẽ đẩy lên đầu đi. That, đây là that, thì that đây là that is rồi, viết tắt rồi. Đây là tất cả những gì tôi có, thì chúng ta sẽ viết là all we have, hay là we have all, hay là have we all. Đấy, chúng ta thử đoán xem. Tiếp theo chúng ta sẽ có là try like to I on. Đấy, thì câu này rất dễ thôi, là tôi có thể thử nó không. Thì là I'd like, tôi muốn, to try, được thử. Được thử, to try là thử. On là thử cái gì ấy, thì ta dùng on. Khi ta muốn thử cái gì ta dùng on. Ta muốn thử cái gì ta dùng on nhá. Thử yêu chẳng hạn thì ta cũng dùng on. Các bạn thử yêu không? Các bạn có thử yêu không? Biết là thử yêu có dùng on không? Nói chung là thử quần áo thì ta dùng on. A pair of jeans, on a pair of jeans, tôi muốn thử cái quần này. A pair of jeans, please. Sure. What size are you? Kích cỡ bạn bao nhiêu? Con này có dễ rồi. What size are you? Kích cỡ bạn bao nhiêu? I think I'm 40. Tôi nghĩ là tôi là 40 đấy. Fine. Được thôi, tốt thôi đó. The changing room over there. Tức là cái phòng thay đồ ở đằng kia. Over there ở đằng kia. Tiếp theo, at the market. Tại chợ thì cái anh này anh nói lại. Yes, madam. Vâng, quý bà. Vâng, cô. Đấy. What would you like? Đúng không? Cái này quá dễ rồi. Nhìn thấy là what would you like? Bạn muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Đấy. Hay là madam muốn cái gì đấy?
Thì ở đây là kino này, là kilogram đấy. Like, I of, I like, tôi muốn, I like, tôi muốn. A kilo là một cân, đúng không? A kilo, là một, đúng không? Mạo từ a kilo of, một cân potato. Bây giờ mình nhớ không nhầm nó chính là cái gì nhỉ? Cái khoai tây màu vàng. Anything else? Cần gì nữa không? No, nó trả lời no, nó không. Thế có từ just thì ta viết là just all. Đó là tất cả, just all. Không, tất cả đủ rồi, hay là đủ rồi, hay là tất cả rồi. Thanks. Low, low that all, thanks. Không, đủ rồi, cảm ơn. How much is that? Nó bao nhiêu tiền đây? Đấy, trả tiền thôi đúng không? Tiếp theo ở new generation. New generation là excuse me. Đấy. Do you sell Spanish? Bạn có bán cái tạp chí của Tây Ban Nha không? Newspaper Spanish. Bạn có bán tạp chí Tây Ban Nha không? Do you sell Spanish? Excuse me, do you sell Spanish? Ok. No, I'm sorry. Không, tôi thật sự xin lỗi. Thì trả lời là no, I'm sorry. We don't. No, I'm sorry, we don't. No là không. I'm sorry, tôi xin lỗi. Chúng tôi không. Không có cái Spanish newspaper. Where can I buy them? Where can I buy them? Ở đâu thì tôi có thể mua chúng? Thì ông ấy nói là try the railway station. Có thể đến cái railway station là nhà ga CLG để mua thử. Where can I buy them? Đã học cái câu này. Where can I buy them? Ở đâu tôi có thể mua chúng? Ok, thế thì chúng ta lắng nghe thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video khác. Chúc các bạn lắng nghe thành công. Tape script 12.10. Going shopping. 1. Excuse me, where can I buy a film for my camera? In a chemist. Is there a chemist near here? Yes, 200 meters from here, next to the bank. 2. Can I help you? No, thanks. I'm just looking. 3. Excuse me, do you have this shirt in a medium? No, I'm sorry, that's all we have. 4. I'd like to try on a pair of jeans, please. Sure. What size are you? I think I'm a 40. Fine. The changing rooms are over there. 5. Yes, madam, what would you like? I'd like a kilo of potatoes, please. Anything else? No, that's all, thanks. How much is that? 6. Excuse me, do you sell Spanish newspapers? No, I'm sorry we don't. Where can I buy them? Try the railway station. Tape script 12.10. Going shopping. 1. Excuse me, where can I buy a film for my camera? In a chemist. Is there a chemist near here? Yes, 200 meters from here, next to the bank. 2. Can I help you? No, thanks. I'm just looking. 3. Excuse me, do you have this shirt in a medium? No, I'm sorry, that's all we have. 4. I'd like to try on a pair of jeans, please. Sure. What size are you? I think I'm a 40. Fine. The changing rooms are over there. 5. Yes, madam, what would you like? I'd like a kilo of potatoes, please. Anything else? No, that's all, thanks. How much is that? 6. Excuse me, do you sell Spanish newspapers? No, I'm sorry we don't. Where can I buy them? Try the railway station. Tape script 12.10. Going shopping. 1. Excuse me, where can I buy a film for my camera? In a chemist.
Is there a chemist near here? Yes, 200 metres from here, next to the bank. 2. Can I help you? No, thanks. I'm just looking. 3. Excuse me, do you have this shirt in a medium? No, I'm sorry, that's all we have. 4. I'd like to try on a pair of jeans, please. Sure. What size are you? I think I'm a 40. Fine. The changing rooms are over there. 5. Yes, madam, what would you like? I'd like a kilo of potatoes, please. Anything else? No, that's all, thanks. How much is that? 6. Excuse me, do you sell Spanish newspapers? No, I'm sorry we don't. Where can I buy them? Try the railway station.